Có nghĩa là cả ba người đều muốn tôi thử á? Đúng rồi. Chúng ta không nên yêu mãi một người hay là vương vấn về một quá khứ. Nên cho mình một cơ hội mới. Đúng đấy. Anh cứ thử đi xem sao. Em chào mọi người ạ. Giới thiệu với anh Lâm, đây là Tuyết, bạn thân của em. Học thanh nhạc mới đi du học về. Còn đây là anh Lâm, làm đạo diễn tự do. Em chào anh ạ. Anh chào em. Em muốn gì để anh gọi cho? Anh cho em cốc nước. Nước cam đúng không? Cho em một cốc nước cam nha em ơi. Sao anh biết ạ? Tại vì em rất là xinh. Anh nghĩ một người xinh như em sẽ thích uống nước cam. Cho đẹp da. Không thể tin được, lại thành công mỹ mãn như thế. Công nhận. Chưa bao giờ em thấy Lâm mát tới như thế. Em còn tưởng là anh ấy bỏ về giữa chừng không gặp chị kia cơ. Đấy, anh Lâm nhắn tin này, trưa nay không ăn cơm ở nhà. Chắc lại mời Tuyết đi ăn rồi. Kinh thật, tới độ ánh sáng luôn. Mà chị thấy Tuyết là cũng xinh ấy chứ. Cái khuôn mặt của nó hơi giống chị. Chị nghĩ là nó sẽ làm cho anh Lâm vui. Cà phê hôm nay không nhìn chị phát nào cơ mà. Mấy hôm nay em thấy hai anh chị nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ đấy nhá. Kinh. Thế này thì nhanh hơn tốc độ ánh sáng rồi. Chẳng mấy chốc mà thiệp hồng cho tay. Đi ngay tạ thóc em nhở. Chị trằn trọc ấy. Chị không biết nữa. Nhưng mà khó ngủ quá. Sao? Lại có chuyện gì à? Không. Làm gì có chuyện gì đâu. Ôi! Ôi! Đồ điên kia thích chết không? Em với anh Bách hạnh phúc nhở? Lão Bách suốt ngày trêu em như thế mà được gọi là hạnh phúc hả chị? Ừ, chị ngưỡng mộ lắm đấy. Hai người yêu nhau này, được ở bên cạnh nhau, luôn làm cho nhau cười, rất ngọt ngào và ấm áp. Như thế thì mới đáng gọi là yêu chứ. Ừ, nhưng mà có lúc ấy em nhận ra là tình yêu của bọn em rất là khác lạ ấy chị ạ. Lúc nào cũng chọc tức nhau, nhưng mà không thể ngừng nghĩ về đối phương. Cảm giác khó chịu thế nào ấy. Đấy, tình yêu của em lạ như thế đấy. Nhiều khi cảm thấy khó chịu ở trong người á, đến bữa ăn cơm á, chỉ nghĩ thôi là không nhút nổi. Hai người mà đi ngủ chỉ cần nghĩ về nhau thôi á là tỉnh luôn. Chị Hân vừa đi chợ về à? Ừ. Chị vừa mới đi chợ về. Hôm nay anh Bách được nghỉ, cả nhà đông đủ nên là mình liên hoan bữa. Mọi người ăn uống, sao không bảo tôi để tôi mua thêm đồ? Không cần đâu, Tuyết chuẩn bị hết rồi mà. Em nấu món gì đấy, để chị giúp em nhé. Không cần đâu chị ạ, em làm sắp xong rồi, chị cứ vào nghỉ đi ạ. Sướng nhá, nhất cô rồi. Hôm nay được nghỉ ngơi, không phải nấu nướng gì hết. Cứ đi vào phòng chơi với sữa đi. Đến giờ ăn tôi gọi ra. Đúng rồi chị ạ, chị cứ vào đi ạ. Má em bẩn hết rồi này. Đây mình lau cho. Baby, baby giúp em cắt cái cà rốt nhé. Cà rốt này mà cũng phải cắt, để đi. Phải cắt chứ. Đây em chỉ cho baby cắt này. Đâu như nào? Đây em bày cho baby tỉa nhá. Đây như này đúng chưa? Đúng rồi, baby giỏi quá. Wow, ngon quá. Thơm hơn ngoài hàng luôn á trời. Anh Lâm ơi, chị giờ tương lai của em được đấy.
Tuyết khéo tay thật đấy. Không có gì đâu ạ, toàn mấy món đơn giản thôi mà. Mọi người cứ ăn ngon là em vui rồi ạ. Đơn giản mà như vậy hả? Không biết phức tạp nó ngon cỡ nào ha. Ông nhận ăn Lâm lúc nào nó cũng có cái lọc dịch đường tiêu hóa. Tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ nấu được cho tao bát mì. Thế mà hôm nay á. Wow, coi con đâu bằng tay kìa. Chờ khám phá khắp nơi kìa. Kéo với nó nhà mình có hỷ sự không nè. Không biết khi nào tới hai đứa mình ha. Rồi. Tới lớp hai đứa mình làm gì? Đừng có vớ vẩn nhá. Mày á, không bao giờ mày nghĩ cho anh hết á. Chứ mày định tới cái lúc mà anh đeo kính lão nữa anh khuấy bột cho con hả? Sao thấy được? Ngon. Nào thôi, đứng ly đây. Ngon. Dạo này là nhà mình có rất nhiều chuyện vui nhá. Cho nên là bữa hôm nay coi như là ăn mừng liên hoan. Chúc mừng anh Bách đã có một vai diễn thoại giả nhất lịch sử. Thoại là cái gì? Bây giờ hình ảnh của anh là lên poster chính luôn á. Này em cũng may mắn được ngồi cạnh một hot boy mẫu ảnh đấy. Bình thường ấy mà. Bình thường thật á. Chẳng thế còn gì nữa. Suốt ngày được các em gái nhắn tin. Nhưng mà chỉ cần bán được quần áo thì chị đây thích. Nhưng mà đáng chúc mừng nhất trong cái nhà này phải nói tới Hoàng Minh Gia Lâm. Sau một thời gian chăn đơn gối chiếc, anh ấy đã có người thương, đã có người quàng tay, đôi bàn tay len lỏi khắp nơi. Thôi anh ơi, không 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 thử nữa nè. Ăn thôi chơi đi. Hân này, em đã thích Lâm rồi đấy. Cô làm sao đấy? Tôi không sao. Để tôi giúp cô. Tuyết đâu mà anh lại lên đây một mình thế này? Tuyết về rồi. Anh với Tuyết đẹp đôi nhỉ? Cô nghĩ thế à? Anh Lâm. Sao? Một nơi giữa phố đông làm tôi thích thú trong lòng. Đẹp như cuốn hút tôi vì không gian nó vintage. Tôi thích, anh thích, ba là nhà. Mong ai đó bước vào để doanh thu sẽ tăng cao. Mọi người hãy đến đây cùng tôi khám phá nơi này. Rất nhiều sắc màu. Mình cùng chia sớm bao nhiêu vui buồn. Và rồi như thế khi ta gặp nhau, chỉ cần bước tới và nói tôi sẽ ở đây.